Sơ lược tập trước. Cậu hay lắm Jackie. Nếu vậy thì mình sẽ dùng tuyệt kỹ này. Nếu vậy thì tớ cũng sẽ dùng tuyệt chiêu này. Tuyệt kỹ lưỡi kiếm linh hồn. Lưỡi kiếm Ender Team. Dạ. Bùm. Hả? Cái gì? Lưỡi kiếm của anh đi phân làm ba hả? Thôi chết rồi. No. Bùm. À. Wow, anh đi. Không ngờ sau thời gian luyện tập kỹ thuật kiếm của cậu tăng nhanh thật. Có gì đâu, cậu quá khen. Tất cả là nhờ công của ông cậu đấy, Jackie. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đấu hiệp thứ hai đi. Ok, được thôi anh đi. Hiệp 2, cùng anh đi và Saki. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển đến nơi bắn cung mới được. Ok, được thôi. Chiu, chiu. Ok, đến nơi rồi. Bây giờ chúng ta lấy cung thôi. Triệu hồi cung, Ender Team. Tới được tới, triệu hồi cung biển xanh. Chúng ta sẽ thi đấu 3 trận. Trận 1 là bắn vào bia, ai bắn được vào gần tâm hơn sẽ được điểm cao hơn và sẽ được bắn 3 lần, rồi tổng điểm lại. Ok, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ là người bắn trước. No, 6 điểm, mà thôi cũng được. Tới lượt tớ. Yes, 8 điểm. Wow, Andy, cậu giỏi thế. Có gì đâu, bình thường à. Lần 2. Yes, 8 điểm. No, có 6 điểm mà không sao. Lần 3. Sử dụng tuyệt kỹ, mũi tên ánh sáng. Dạ, 8 điểm. Yes, trúng tâm rồi, 10 điểm. Wow, Jackie, cậu hay quá, mình phải cố gắng hơn thôi. Tuyệt kỹ, cung tên biển xanh. Yeah, 8 điểm. Thôi, thua ván này còn một ván nữa. À, không sao. Jackie, cậu bắn cung hay đám. Thanh, cảm ơn cậu quá khen. Thôi, bây giờ chúng ta đấu ván thứ hai đi. Ừ. Ok, đến nơi rồi. Đâu có gì đâu. Triệu hồi Mr. Carrot. Hả? Sao ta đây? Đây là đâu tôi lái? Lực là ông sẽ đội mọi quả táo lên đầu rồi chạy, đừng để chúng tôi bắn chúng. Nà ní, tại sao chứ? Nếu ai bắn chúng sẽ thắng. Ok, ta hiểu rồi Jackie. Mình ghét tên Jackie nhìn lâu lắm rồi. Hôm nay sẽ là thời điểm tốt để cho nó thua. Ok, bắt đầu thôi. Chạy thôi, chạy. Đứng lại, chết nè Mr. Cross. Chết nè. Yeah, chúng rồi. Yeah, vậy là Jackie thua ván này rồi. Vậy là mình thua rồi cậu Jackie. Anh đi, cậu giỏi thật đấy. Cậu quá khen Jackie. Bây giờ mình qua trận bắn cung đi. À, mình sẽ đấu thêm một hiệp bắn cung nữa. Đi. Bây giờ ông Mr. Carrot không còn giá trị nữa rồi. Lợi dụng, ông đi đi. Ok. Liệu trận bắn cung lần 3 ai sẽ chiến thắng và hiệp cuối cùng là gì? Nếu video này trên 4.000 lượt xem và 40 lượt like, mình sẽ ra tập tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ channel của mình với anh Jackie nha. Bye, see you again.